Như vậy, trong sáng sớm ngày hôm qua, những diễn biến lượt về của bảng D đã khép lại hành trình vòng bảng chung kết thế giới 2022. Qua hơn nửa tháng khởi tranh, đến nay giải đã qua được hơn nửa hành trình. Phải khẳng định rằng đây là một trong những kỳ chung kết thế giới hấp dẫn nhất từ trước đến nay, và hồi kết của vòng bảng cũng tương đối viên mãn cho tất cả khi không một đội nào toàn thắng, cũng không một đội nào toàn bại. 8 cái tên mạnh nhất của 4 bảng đấu cũng đã được xác định và chia nhánh đấu. Trước tiên, trong video ngày hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, điểm mặt top 8 chung kết thế giới năm nay để biết họ là ai và hành trình của họ như thế nào. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên ấn nút like và subscribe kênh của Lu, cũng như để lại các bình luận góp ý cho chúng tôi ở bên dưới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu video. Chắc tôi không cần giới thiệu quá nhiều về T1, đội tuyển vượt qua bảng tử thần của chung kết thế giới 2022 với tư cách Nhật Bản. Bởi lẽ cho dù là năm nào thì lượng người quan tâm và theo dõi họ cũng đều rất lớn. Khi còn mang cái tên SK Telecom T1, họ đã gặt hái rất nhiều thành tích tại đấu trường này và cho đến nay vẫn là đội nắm giữ số cúp vô địch chung kết thế giới nhiều nhất. Dấu ấn của họ trong quá khứ có lẽ sẽ không một ai xóa nhòa được. Năm 2022, T1 là nhà vô địch mùa xuân của Hàn Quốc với thành tích vô tiền khoáng hậu 20 trận toàn thắng. Họ đồng thời cũng là đương kim Á quân Mid-Season Invitational. Tuy vậy, đến với chung kết thế giới chỉ với tư cách hạt giống số 2 của Hàn Quốc sau khi để thua 0-3 trước Genji Esports tại chung kết mùa hè, T1 đã bị nhiều hoài nghi về thực lực cũng như tương quan sức mạnh của họ với các đại diện khác của LCK hay LPL. Thế nhưng họ cũng sớm đập tan mọi nghi ngờ của người xem ngay trong ngày mở màn vòng bảng bằng việc chiến thắng hủy diệt nhà đương kim vô địch EDG trong một trận đấu chỉ vỏn vẹn gần 23 phút. Đây cũng là trận đấu có thời lượng nhanh nhất ở vòng bảng chung kết thế giới năm nay, cho thấy sức mạnh của T1 là không thể coi thường. Vẫn có một chút xíu vấp váp trong trận đụng độ Fnatic ngày hôm sau, thế nhưng T1 trở lại mạnh mẽ tại lượt về khi toàn thắng cả 3 trận đấu. Họ cũng chỉ cần 28 phút để tiếp tục bóp nghẹt đối thủ đầy duyên nợ EDG để lấy ngôi đầu bảng tử thần, đến với tứ kết. Nói có sạch mạch có chứng, T1 hiện tại là đội có thời lượng game đấu trung bình tương đối ngắn là 26 phút 17 giây, dẫn các đối thủ vòng bảng lượng tiền trung bình hơn 2.000 mỗi ván. Tỷ lệ chiến thắng game đấu dẫn tiền ở phút 15 là tuyệt đối, cho thấy khả năng lăn cầu tuyết và kết thúc sớm trận đấu là khủng khiếp cỡ nào. Điểm mạnh nhất trong lối chơi của T1 ở vào thời điểm hiện tại là chàng tân binh chung kết thế giới Zed. Phong độ chói sáng của Ebook nhà T1 đang giúp cho họ có một áp lực lớn ở khu vực đường trên, dẫn tới những pha xử lý có phần vội vàng của đối thủ. Ngoài ra, Gumayoshi cũng đang đạt phong độ tốt ở vào thời điểm hiện tại với màn trình diễn bất tử lượt về. Với những thông số trên, hoàn toàn không quá khi nói T1 vẫn là một đối thủ khó nhằn cho các đội tuyển ở nhánh trên. Edward Gaming trở lại đấu trường liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh với tư cách là nhà đương kim vô địch, và đến nay họ vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình. Tuy vậy, EDG của năm 2022 tại giải đấu quốc nội LPL vô cùng khắc nghiệt đã thể hiện đôi chút hụt hơi khi họ chỉ dừng lại ở vị trí thứ 8 mùa xuân sau khi để thua Weibo Gaming với tỷ số 1-3. Đến với mùa hè, họ có dấu hiệu khởi sắc nhưng cũng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí hạng 4 sau khi để thua Top Esports ở nhánh thua với tỷ số 0-3, và đến với chung kết thế giới sau khi chiến thắng ANG sát nút ở vòng loại khu vực. Có thể thấy EDG đã không còn mạnh mẽ như chính họ một năm trước, nhưng sự đồng đều của 4 hạt giống LPL vẫn khiến đội đương kim vô địch được đánh giá rất cao. Có sự phục vụ của đủ cả 5 thành viên từng cùng nhau vô địch mùa giải 2021, Edward Gaming vẫn là một thế lực khó đoán trong các kèo BO5 sắp tới. Rơi vào một bảng đấu không hề dễ dàng và sớm để thua tại trận mở màn trước đối thủ duyên nợ T1, nhưng EDG thể hiện từng bước đi vững chắc của mình trong cả lượt đi và lượt về trước hai đối thủ còn lại. Họ đang là đội có tỷ lệ 100% đạt chiến công đầu, 83,3% tỷ lệ trụ đầu, vượt qua tất cả các đại diện Nhật Bản của mình. Lượng vàng dẫn trước trung bình của họ tại phút 15 cũng đạt con số 1.360, cho thấy EDG cũng là một đội chuộng tác động sớm ở khoảng thời gian đầu trận đấu. Phải nhớ rằng năm 2021 khi cùng bảng với T1, EDG cũng chỉ kết thúc vòng bảng với hiệu số 4-2, thậm chí còn để thua bẻ bàn trước Initiative, nhưng họ vẫn từng bước tiến tới chức vô địch. Cũng phải nói tới một điều, năm nay trong 3 đội Trung Quốc vượt qua vòng bảng, chỉ có một mình EDG có đội hình 3 trung 2 hàng, vốn được xem là công thức bất bại của các đội tuyển Trung Quốc vô địch những năm qua. Rơi vào nhánh đấu toàn những đội Hàn Quốc, nhà đương kim vô địch thế giới chắc chắn vẫn là một đội mà không ai có thể xem thường. Hạt giống số 1 của khu vực Trung Quốc từ trước đến nay luôn nằm trong danh sách ứng cử viên vô địch của giải, và năm 2022, Jindong cũng không phải là một ngoại lệ. Trong khuôn khổ các giải đấu chung kết thế giới, JDG vẫn là một đội khá mới mẻ khi họ mới chỉ đến với giải đấu này duy nhất một lần vào năm 2020 và dừng chân tại vòng tứ kết trước đội cùng khu vực là Suning. Nhưng năm nay đến với chung kết thế giới, họ đã trong một vị thế khác, với một bộ mặt khác. Trong xuyên suốt các trận đấu ở LPL mùa hè, nhiều người đã sớm thấy được sức mạnh và sự chắc chắn của Jindong khi họ không thất bại một loạt BO5 nào. Rơi vào một bảng đấu được cho là không dễ, Jindong sớm có chiến thắng trước cả ba đối thủ cùng bảng là Evil Geniuses, G2 Esports và Double Kia. Những chiến thắng này đều có xuất phát từ khả năng thi đấu vững vàng ổn định của 5 cá nhân trong đội hình của họ.
Đến lượt về, tuy có để thua trước đại diện Hàn Quốc vô cùng khó chịu Đông Won Kia, bị đẩy đến loạt tie break căng thẳng, nhưng Jin Dong cũng có được chiến thắng ngạt thở để nắm lấy cho mình ngôi đầu bảng. Các trận đấu giữa DK và Jin Dong trong khuôn khổ bảng B cũng đều là những trận đấu được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn, đồng thời bộc lộ rõ khả năng thi đấu gắn kết của các thành viên trong đội. Không phải đội tuyển nổi tiếng với khả năng đi đường khi kinh tế dẫn trước của đội này chỉ là 332 vàng tại phút 15, tỷ lệ trụ đầu đạt 42%, tỷ lệ chiến công đầu 43%. Nhưng khả năng thích ứng với tình huống và xử lý giao tranh tổng của Jin Dong là không ai có thể phủ nhận. Từng cá nhân của họ ai cũng có thể lên tiếng lúc đội tuyển của mình cần. Đó có thể là Hope và Kanavi tại trận đấu lượt đi, hay đường trên 999 của họ với con Atrox đi vào giấc mơ của các thành viên DK trong trận tie break. Có một điều mà 3 năm qua chưa ai nói cho bạn biết, 3 năm liên tiếp kể từ 2019, nhà vô địch thế giới luôn nằm ở bảng B. Năm nay với vị thế nhất bảng B và màn trình diễn vô cùng thuyết phục, Jin Dong vẫn được nhận định đang rộng cửa đến với trận chung kết. Thêm nữa, LPL cũng đã sớm thực hiện nghi thức hiến tế seed 2 để bóp sức mạnh tuyệt đối cho Jin Dong tiến tới chức vô địch. Không bây giờ thì còn bao giờ nữa JDG. Đam Won Kia là tổ chức duy nhất của Hàn Quốc có tới 4 lần liên tiếp đến với giải đấu chung kết thế giới, cho thấy sức mạnh của họ tại quốc nội và quốc tế tuy có đổi thay qua từng thời kỳ, nhưng họ chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Tại LCK vừa rồi, tuy rằng gặp những khó khăn trong cả hai mùa xuân hè, nhưng Đam Won Kia đều vượt qua các đối thủ khó chịu để giành hạng 3. Các đối thủ phải đụng độ với họ tại các trận bán kết dù là T1 hay Genji cũng phải tốn rất nhiều thể lực mới có thể vượt qua được. Điều này khẳng định họ vốn là một đội mà không ai muốn sớm phải đối đầu tại vòng loại trực tiếp. Đến với chung kết thế giới, nơi mà các đại diện Hàn Quốc hầu như không được đánh giá quá cao ngoại trừ Genji Esports, DK cũng rơi vào một bảng đấu khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua được các đối thủ cùng bảng. Trong đó có cả chiến thắng vượt trội trước Jin Dong trong lượt về bằng con Ray quá áp đảo trong tay Canyon. Trận đấu tie break Đam Quân cũng thi đấu hoàn toàn sòng phẳng trước đối thủ, cũng chỉ chịu thúc thủ sau 40 phút căng thẳng. Sự thật là những con số đã cho thấy dù là đội đến từ LCK, khu vực nổi tiếng với lối đánh thiên về macro, DK trước nay vẫn cho thấy mình là đội đánh nhanh đánh mạnh giai đoạn sớm cỡ nào. Với khả năng đi đường và di chuyển đầu trận tốt, Đam Quân Kia có tỷ lệ trụ đầu 100%, điều mà những đội Nhật Bản như T1 hay Jin Dong cũng không hề có được. Họ cũng dẫn cách đối thủ trung bình đến 2.442 tiền ở khoảng thời gian trước phút 15 và con số dẫn mỗi ván đạt tới 5 trụ so với các đối thủ. Để nói về phong độ hiện tại của DK thì Mid King và Jun King đã phần nào đó quay lại. Showmaker đã rũ bỏ sự nặng nề đè nặng trong suốt năm 2022 để khoác lên mình một lối chơi đột biến với những pha di chuyển rộng ở giai đoạn giữa trận đấu. Còn Canyon thì đang thể hiện khả năng đọc rừng đối phương đỉnh cao, khiến DK luôn đi trước đối phương một bước. Điều đó cho thấy tuy chỉ đến tứ kết với vị thế nhì bảng, nhưng Đam Won Kia chắc chắn vẫn là một đội vô cùng khó chịu cho đối thủ của họ, ngay cả khi đó là Genji Esports, hạt giống số 1 LCK. Và so với 3 đại diện LCK còn lại, họ cũng là đội có nhiều thành viên từng vô địch thế giới nhất. DNA đó cho thấy DK không hẳn vô duyên với đấu trường này, và nếu như trở lại phong độ hoàn toàn, họ có thể lên đỉnh vinh quang thêm một lần nữa. Nếu phải nói cái tên nào gây bất ngờ nhất trong top 8 của chung kết thế giới năm nay, thì đó chắc chắn là rồng xanh Dragon X. Có thể nói màn thể hiện của họ tại quốc nội không quá vượt trội khi chỉ cán đích thứ 5 mùa xuân và thứ 6 tại mùa hè. Giữa một mùa hè với nhiều đội trẻ nổi lên như KT Roster hay Leap Sandbox, Dragon X có chuỗi 4 trận thắng đầu mùa nhưng sớm trở nên lép vế trong một vòng bảng quá khắc nghiệt. Mãi đến vòng loại khu vực, Dev cùng những người đồng đội mới thực sự cất cao tiếng nói trong những loạt BO5 căng thẳng. Liên tục giành thắng lợi trước KT Roster rồi ngựa Leap Sandbox, Dragon X trở lại giải đấu lớn nhất trong năm sau một năm vắng bóng tại sân chơi này. Là hạt giống số 4 khu vực Hàn Quốc, khu vực mà khoảng thời gian gần đây thường thất bại trước LPL tại các giải đấu quốc tế, DX không được đánh giá quá cao. Họ cũng phải khởi đầu từ vòng khởi động chung bảng với nhà đương kim vô địch MSI ANG, nhưng Dragon X đã có một chiến thắng thuyết phục để dõng dạc khẳng định vị thế của hàng triều. Bước vào khuôn khổ bảng C, tuy có thất bại đáng tiếc đầu tiên trước Rogue tại lượt đi, nhưng DX cũng không quá khó khăn để vượt qua Gam Esports, rồi đánh bại Top Esports khiến ứng cử viên vô địch năm nay phải thua tâm phục khẩu phục. Giai đoạn lượt về, DX có thất bại trước Top Esports đã không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng chiến thắng phục thù trước Rogue tại cả trận lượt về và trận tie break tranh ngôi đầu bảng của họ đã khẳng định dù có là hạt giống số 4 LCK, không ai có thể coi thường rồng xanh. Sức mạnh của DX được tạo thành bởi sự ổn định của pháp sư thời gian Dev, sự tinh quái của Barrel, sự đột biến đường giữa của Zika và sự vững chắc của cặp đôi King and Biosic. Ở trong một bảng đấu được đánh giá có 3 đại diện khá cân bằng, Dragon X vẫn có thông số đầu trận tương đối áp đảo với tỷ lệ 86% trụ đầu. Vàng dẫn trước trung bình tại phút 15 là 2.616, cho thấy khả năng triển khai thế trận của họ cũng không hề kém so với các đại diện LCK khác. Rơi vào nhánh đấu toàn hàng và sớm đối đầu với đương kim vô địch thế giới tại tứ kết, DX được nhận định sẽ gây không ít khó chịu cho EDG, thậm chí không phải không có cơ hội hạ gục hạt giống số 3 LPL với phong độ đang cao của Zika và Dev. Rogue có thể nói là đội LEC thường xuyên xuất hiện tại các kỳ chung kết thế giới gần đây, khi chính trong năm 2021-2020 họ đều có mặt tại đấu trường này. Năm 2021, chính họ cũng đã góp phần tiễn ứng viên vô địch, á quân LPL.
Hạt giống số 2 Trung Quốc về nước ngay từ vòng bảng với việc chiến thắng đội này tại lượt về, và rồi bước vào loạt tie-break căng thẳng và chỉ chịu gục ngã trước một Cloud9 hưng phấn. Rốt có một giải mùa hè ở LEC không mấy dễ dàng khi chỉ cán đích thứ tư ở vòng bảng, nhưng sự gắn kết theo thời gian giúp họ càng đánh càng hay. Sau nhiều BO5 căng thẳng ở đấu trường quốc nội, họ gây tiếng vang sau khi hạ gục những gã hề G2 với tỷ số chóng vánh. Đến với chung kết thế giới, Rốt bị nhiều người đánh giá thấp về thực lực, nhưng khi rơi vào trong bảng đấu có hai đội hàng Trung không mấy dễ chịu, Rốt cũng cho người ta thấy hàng Trung mạnh nhưng châu Âu không thiếu những kẻ thách thức và họ biết cách để có thể có được chiến thắng. Đây cũng là một đội châu Âu có những miếng đánh khá gần với hàng và Trung khi họ có khả năng kiểm soát gần như là tốt nhất của các đội phương Tây, và sự phục vụ của nhân tố đi rừng người hàng rất đáng chú ý là manh ra. Sự ổn định của Rốt cũng được tạo nên bởi các đường thi đấu tương đối chắc chắn và kết hợp mật thiết với nhau. Tuy vậy, ở lượt về, Rốt chỉ có được thêm một chiến thắng trước Gabi Sport và đánh rơi vị trí top 1 vào tay Rồng Xanh. Điều này cho thấy lối chơi truyền thống với tăng cơ đường trên, đấu sĩ mở giao tranh đi rừng, pháp sư kiểm soát đường giữa và xạ thủ cơ bản ở đường dưới của họ đã bị các đội khác bắt bài. Nhất là Man Rang, đây là người đi rừng thành thục những vị tướng đấu sĩ hoặc tăng cơ, rất dễ bị khắc chế bởi lối đi rừng carry với Ray hoặc Nidalee. Nếu như Gap Esports không có cú gạt giò thần thánh trước Top Esports, chưa biết chừng Rock sẽ không cách nào vượt qua vòng bảng nếu xảy ra tie-break giữa ba đội. Nhưng vì chữ nếu đó đã không xảy ra nên ta hoàn toàn phải khẳng định Rock là một nhân tố xứng đáng với vị trí top 8 của chung kết thế giới. Là hy vọng cuối cùng của trời Âu năm nay, vị khách trong cuộc đại chiến Trung Hàn có lẽ không hề dễ dàng khi nhánh đấu toàn ứng cử viên vô địch. Thế nhưng đây chắc chắn vẫn là kẻ thách thức không hề dễ ăn, kể cả khi đối thủ của họ là đại diện hạt giống số 1 Trung Quốc. Là gương mặt đã quá quen thuộc với chung kết thế giới, nhưng đây mới là năm đầu tiên mà Genji đến đấu trường này với tư cách hạt giống số 1 hàng triệu. Trong quá khứ, các tiền thân của họ cũng đã có thành tích vô cùng sáng chói với hai cúp vô địch thế giới vào các năm 2014 và 2017. Những năm gần đây, Genji cũng có hai lần liên tiếp xuất hiện vào các năm 2020-2021, nhưng dừng lại lần lượt ở tứ kết và bán kết. Mỗi năm tiến một xa khiến nhiều người dự đoán năm nay Genji sẽ có mặt tại trận chung kết của chung kết thế giới. Đó chắc chắn không ngoa vì vị thế của họ tại cả quốc nội và quốc tế là không thể bàn cãi. Ngay khi đội hình này được công bố, nhiều người đã gọi họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch LCK. Và sự thật, cả mùa xuân và mùa hè, Genji đều thi đấu rất xuất sắc. Họ có được mùa hè tương đối áp đảo và giành thắng lợi vượt trội trước đại kình địch T1 để lên ngôi vô địch LCK, trở thành hạt giống số 1 của giải đấu này. Trước khi chung kết thế giới khởi tranh, Genji được nhiều người đánh giá là ứng cử viên vô địch và có tiềm năng lớn ngắt được chuỗi thống trị của Trung Quốc tại các giải đấu quốc tế gần đây. Thế nhưng ngay trận xuất quân đầu tiên, đội này đã khiến fan LCK vô cùng thất vọng với việc để thua hạt giống số 4 của LPL là Royal Never Give Up trong một trận đấu từ cấm chọn đến triển khai của Genji không mang bộ mặt của ứng viên vô địch. Những trận đấu tiếp theo của họ trước các đối thủ cửa dưới như CFO hay Unhatif cũng khá mất thời gian và chật vật, khiến nhiều người nhận xét họ kém ấn tượng hơn so với cả T1, DK hay Dragon X. Nhưng những ngày nghỉ giữa lượt đi và lượt về có lẽ đã giúp Genji nhận ra những điểm chưa mạnh của mình ở lượt đi, đồng thời có tiếng gọi thân thương của những người anh em LCK giúp họ trở lại mạnh mẽ để toàn thắng hết 4 trận trong ngày thi đấu cuối cùng, bao gồm cả trận đấu lượt về với đối thủ ANG và trận tiebreak tranh ngôi Nhật Bản. Họ đã tìm lại dáng vẻ đúng nghĩa của ứng cử viên vô địch để trở thành đại diện thứ 3 của xứ Kim Chi lên ngôi đầu bảng. Ở vòng bảng vừa qua, Genji Esports có giai đoạn đi đường áp đảo với nhiều vị trí ưu tú. Họ có thời gian kết thúc trận đấu khá ngắn với 28 phút 50 giây, dẫn trước đối thủ trung bình 1.590 vàng ở phút 15. Tỷ lệ trụ đầu tuy chỉ dừng lại ở con số 42%, nhưng tỷ lệ chiến công đầu lên tới 75%. Ngoài trận mở màn đáng quên với Senna, Ruler đang thực sự quay lại với phong độ đã giúp anh hủy diệt LCK mùa hè 2022. Xạ thủ của Genji cùng với Lehen luôn giúp cho Genji có giai đoạn đi đường áp đảo, qua đó rất dễ dàng triển khai lối chơi kiểm soát các mục tiêu khi Ruler luôn đạt ngưỡng trang bị sớm hơn so với đối phương. Việc giành được vị trí Nhật Bản đã phản ánh rõ thực lực của Genji Esports, cho thấy họ xứng đáng là ứng viên cho chức vô địch năm nay, nhất là khi rơi vào một nhánh đấu có nhiều điểm tương đồng với EDG 2021 hay Samsung Galaxy 2017. Nếu có được chức vô địch thế giới năm nay, Genji Esports sẽ cân bằng được thành tích chung kết thế giới với đại kình địch T1 trong suốt chiều dài lịch sử. Đồng thời các cá nhân từng thi đấu xuất sắc nhiều năm của họ như Chovy hay Binet sẽ có được chiếc cúp quốc tế để bảo chứng cho năng lực của mình. Royal Never Give Up là đại diện đã nhiều lần xuất hiện tại các giải đấu chung kết thế giới qua các mùa. Họ luôn được biết đến với lối chơi mẫu mực và giao tranh xoay quanh xạ thủ. Chưa từng lên ngôi vô địch thế giới, nhưng ANG đã có đến 3 chức vô địch MSI, hai trong số đó đến từ 2 năm gần đây nhất. Họ cũng là đội được đông đảo fan Trung yêu thích vì đội hình không có ngoại binh và truyền thống thi đấu dài lâu tại quốc nội và quốc tế. Do đó dù cho chỉ là hạt giống số 4 LPL, không ai dám coi thường binh đoàn hoàng gia. Mùa hè sau khi trở lại đấu trường quốc nội, Royal vẫn nằm trong top 4 sau vòng bảng nhưng rõ ràng đã có phần xuống sức so với chính họ tại mùa xuân. Họ cũng thường xuyên có cái dớp mùa hè khi mà đột nhiên xuống phong độ và cũng phải kể đến cuộc cạnh tranh tại playoff LPL luôn là rất khốc liệt. Thất bại trước EDG với tỷ số 1-3, ANG chỉ dừng lại ở vị trí thứ 7 mùa giải và rớt xuống vòng loại khu vực. Tại đây, thất bại sát nút trước EDG rồi thắng lợi ngặt nghèo trước Li-Ning đã giúp ANG lách qua khe cửa hẹp đến với giải đấu giành giá nhất với vị trí hạt giống số 4 LPL.
Bắt đầu giải đấu từ vòng khởi động, Anji kết thúc bảng B với vị trí thứ hai sau khi để thua với một đội hình khó hiểu toàn tướng có tầm hoạt động ngắn. Họ cũng để thua rất ngớ ngẩn một ván đấu đầu tiên trước đại diện Nhật Bản DFM trong loạt BO5. Tuy vậy, khi đặt chân vào bảng D, họ cũng có trận mở màn sòng phẳng với hạt giống số 1 Hàn Quốc. Điều này khiến nhiều fan Trung không ngớt lời khen ngợi. Xuyên suốt thời gian vừa qua, sức mạnh của Royal vẫn xoay quanh cặp mid rừng thi đấu cực kỳ ăn ý là Sao Hu và Wei, cùng khả năng gánh độ tốt về sau của xạ thủ Gala, kẻ kế thừa vị trí của Uzi trong quá khứ. Tuy rằng ở lượt về để thua trong cả trận đấu gặp lại Genji và tiebreak tranh ngôi Nhật Bản, nhưng điều đó cũng không khiến người hâm mộ xứ Trung cảm thấy quá thất vọng với đội nhà. Ở vị thế hạt giống số 4 khu vực, chiến thắng Genji tại lượt đi và kéo họ đến tiebreak cũng đã là một thành công đối với Royal. So với các đội khác đến với vòng loại trực tiếp, thông số đã chỉ ra Anji không thường có thể đầu thuận lợi với việc chỉ có tỷ lệ trụ đầu 57%, chiến công đầu đạt 28% mà dẫn trước đối thủ của họ tại phút 15 chỉ đạt 152 vàng. Tuy vậy, lối chơi của Anji có nhiều điểm tương đồng với các đội Hàn Quốc khi họ khá mạnh trong giao tranh quanh xạ thủ và kiểm soát nửa sau ván đấu. Chính Ti Oanh đã nói rất muốn gặp lại Anji tại tứ kết để đòi lại những gì đã mất tại MSI, và sự thật đã thành. Với Anji, gặp lại đối thủ mà họ đánh bại tại chung kết MSI năm nay, dù trong vị thế và tương quan sức mạnh đã khác, họ cũng sẽ có những sự tự tin của riêng mình và khẳng định rằng Ti Oanh sẽ không dễ có thể vượt qua đối thủ thi đấu chắc chắn này trong loạt BO5. Trên đây là đôi nét về 8 đội tiến vào vòng loại trực tiếp năm nay. Nhánh đấu của vòng loại trực tiếp chung kết thế giới cũng đã được xác định với rất nhiều những drama như nội chiến LCK Genji DK, duyên nợ dông dài của Ti Oanh và Anji, cổ nhân xưa gặp lại như Dragon X và EDG. Không thể khẳng định nhánh đấu nào có lợi cho một đội hay khu vực nào do sức mạnh của mỗi đội chỉ thực sự được kiểm chứng trong thực chiến. Còn mọi người nghĩ sao về 8 đội mạnh nhất của chung kết thế giới? Liệu những cái tên nào sẽ bước tiếp trên con đường tranh ngôi vô địch? Hãy để lại suy nghĩ của mình bên dưới. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của Lu để không bỏ lỡ những video nhận định các cặp đấu tứ kết trong thời gian sắp tới. Và nếu như các bạn có ý tưởng gì muốn chúng tôi thực hiện, đừng ngần ngại nêu ra ở phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp.